Chào các bạn, lại là mình chó trắng review đây. Trước khi vào video, các bạn vui lòng cho mình một like, một sub nha. Mình cảm ơn rất nhiều. Sau khi thanh niên này rút lui khỏi giang hồ thì đã trở thành một bảo vệ. Một lần đi xả thì vô tình lại kết hôn với nữ tổng tài. Và cô ấy luôn nghĩ chú là một kẻ vô dụng, hối hận không biết vì sao ngày xưa lại chọn anh. Một bảo vệ chỉ kiếm được 1.800 tệ mỗi tháng. Nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một bảo vệ làm sao lại dám nhắc nhở cho tỷ phú? Tại sao các đại ca hắc đạo đều cúi đầu kính cẩn trước anh ta? Vừa rồi, anh ấy thậm chí còn tát một nhân vật lớn mang danh tiếng vang dội. Mà tiếng tát còn rõ ràng vang lên bốp bốp. Lúc này, một chiếc Bentley xa hoa màu bạc dừng lại trước cổng. Lão Vương bảo vệ mắt tinh, nhìn thấy mỹ nhân bước xuống xe liền cười niềm nở tiến tới. "Thưa tiểu thư, cô về nhà hay tìm người hạ?" Một người phụ nữ khoác trên mình chiếc váy dài, với gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt sắc bước xuống từ chiếc xe sang trọng nói: "Tôi đến tìm người, tên anh ta là Diệp Vân, một kẻ cặn bã chính hiệu. Gọi anh ta ra đây gặp tôi ngay." Nghe vậy, lão Vương sững sờ. "Diệp Vân, kẻ cặn bã ư? Chuyện gì thế này?" Thằng nhóc Diệp Vân đó ngoài khoác lác ra thì vô dụng, sao có thể khiến một cô thiên hạ như thế này tìm đến tận cửa? Đúng lúc lão Vương đang thầm nghĩ chuyện này không thể nào, thì nam chính đã thò đầu ra từ chốt bảo vệ. "Ai tìm tôi vậy? Nói trước nhé, nếu có nhiệm vụ thì bạn trả tiền trước, không thì tôi không làm đâu. Nếu là việc giang hồ thì thôi nhé, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi." Nhưng trong lòng Diệp Vân chợt rùng mình, cô gái này chẳng phải là tiểu thư nhà giàu, mà anh đã có một đêm buông thả cùng nửa tháng trước khi cô ấy trở về nước sao? Lúc đó cả hai đã thỏa thuận rõ ràng đường ai nấy đi, vậy cô ấy tìm đến làm gì? Lúc này Tô Xuân lạnh lùng chất vấn: "Sao anh không nhận điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn của tôi?" Tô Xuân là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị ở thành phố Giang Nam, là một tiểu thư danh giá chính hiệu. Cô được bao người xem như ngọc nữ trưởng môn, là mỹ nhân tuyệt thế trần gian. Diệp Vân nhìn cô ấy và thật thà trả lời: "Tôi cứ tưởng là kẻ lừa đảo muốn lừa tiền của tôi, vậy nên anh giả vờ như không thấy khí thế của đại tiểu thư lạnh lùng đang bộc phát toàn diện." Cô ta cười lạnh một câu: "Với thu nhập như anh, còn sợ bị lừa sao, một bảo vệ nhỏ. Lên xe đi, tôi có việc muốn tìm anh." Diệp Vân vẫn không nhúc nhích: "Xin lỗi, bây giờ đang trong giờ làm việc, có chuyện gì thì cô nói thẳng ra đi." Tô Xuân không biểu lộ cảm xúc gì, quay đầu nói: "Được thôi, tôi có thai rồi, là con của anh. Bây giờ anh đi theo tôi." Nghe xong câu này, đầu Diệp Vân chỉ cảm thấy ong ong. Lão Vương bên cạnh đang hóng chuyện, hàm dưới gần như rơi ra, ông nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Tô Xuân tiểu thư, tôi nghĩ có vài trò đùa thì đừng tùy tiện nói ra." Diệp Vân cảm thấy da mặt giật giật vài cái, nghiêm túc nói: "Hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà cho rằng đứa trẻ là của tôi?" Tô Xuân nhíu mày cười lạnh: "Anh nghĩ tôi đang đùa với anh sao?" Diệp Vân dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao? Chuyện này tôi phải làm rõ, không thể mơ hồ mà trở thành cha được." Tô Xuân hít sâu một hơi, kìm nén sự bực tức trong lòng, ném cho anh một tờ giấy. "Đây là kết quả kiểm tra của bệnh viện, tự anh xem đi." Nhìn qua tờ giấy, Diệp Vân lập tức thấy đau răng. Trời ạ, thật sự xong đời rồi, một phát trúng đích. Loại chuyện này lại xảy ra với mình rồi. Nhìn Diệp Vân không nói nên lời, Tô Xuân có vẻ hài lòng. "Bây giờ, anh không còn gì để nói nữa chứ. Vậy thì đi theo tôi." Thấy anh vẫn đứng yên, lão Vương cũng mắng: "Còn chờ gì nữa, cậu nhóc. Cậu đã bám được vào một bà chủ giàu có rồi. Từ đây tiền đồ rộng mở, ăn cơm mềm mà người người ghen tị, không sướng sao?" Nghe vậy, Diệp Vân vội vàng lên xe, nghiêm giọng nói: "Nếu đứa trẻ là của tôi thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Tô Xuân cười lạnh nói: "Anh chịu trách nhiệm cơ á? Vậy anh nghĩ mình là ai, một bảo vệ chỉ kiếm vài nghìn một tháng? Khoảng cách giữa chúng ta có lẽ anh còn chưa hiểu, nhưng nó lớn như trời với đất vậy." Không đợi anh trả lời, cô ấy lạnh lùng ra lệnh: "Tôi sẽ bỏ đứa bé, bây giờ lái xe đưa tôi đến bệnh viện." Diệp Vân khởi động xe, lái về phía bệnh viện nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái. "Cô muốn bỏ đứa trẻ là quyền của cô, tôi không thể ngăn cản. Nhưng tôi cũng phải nói với cô, nếu đứa trẻ được sinh ra, nuôi cô và con cũng không phải là vấn đề gì lớn với tôi." Tô Xuân cười một tiếng, không nói gì. Nhưng tiếng cười khinh bỉ của cô ấy đã nói lên tất cả. "Diệp Vân, một bảo vệ nhỏ bé, thật đúng là đang mơ mộng hão huyền." Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến bệnh viện. Nhưng Tô Xuân lại không xuống xe, chỉ ngồi nhìn ra ngoài, vẻ mặt đờ đẫn. Diệp Vân bèn nói: "Đi thôi, tôi sẽ đi cùng cô để phá thai." Trong mắt nữ tổng tài không biết từ khi nào đã ngấn lệ. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, mắt đỏ hoe, đầy ấm ức và bất lực. "Anh đúng là đồ khốn." Diệp Vân không hiểu gì cả, không biết cô ấy lại phát điên gì nữa, nhưng anh vẫn nhịn, ai bảo anh đã làm cô ấy có thai. Tô Xuân là một người rất mạnh mẽ, không bao giờ cho phép mình yếu đuối dù chỉ trong chốc lát. Cô nói tiếp: "Lái xe đi." Sau đó nhanh chóng lau đi nước mắt, trang điểm trở lại hoàn hảo. Diệp Vân ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu, không phải cô định bỏ đứa bé sao?" Lúc này, Tô Xuân bình thản nói: "Tôi thay đổi ý định rồi, đứa bé này tôi sẽ sinh, nên bây giờ đi đến cục dân chính, chúng ta đi đăng ký kết hôn." Diệp Vân khởi động xe, lái đi. Nửa giờ sau, nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, anh cười khổ: "Mình kết hôn rồi, mơ hồ mà lại gây ra chuyện lớn, bị ép kết hôn vì con." Ban đầu, đối tượng kết hôn của Diệp Vân chí ít phải là công chúa hoàng gia châu Âu gì đó. Nhưng thôi, mẹ đứa bé này cũng xinh đẹp, nhìn cái bụng tròn trịa kia, có lẽ sẽ sinh ra đứa con kháu khỉnh, cũng không đến nỗi thiệt. Tô Xuân bước đi đầy kiêu hãnh, giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn, khí thế mạnh mẽ, cô ấy nói: "Giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, tôi muốn nói với anh ba điều. Thứ nhất, tất cả chỉ vì đứa con trong bụng tôi, còn về anh, không có điểm nào tôi ưng ý, ngay cả cái thứ giữa hai chân anh cũng vậy nốt." Tô Xuân tiếp tục: "Thứ hai, anh không có tiền, không có công việc tốt, không có gia thế địa vị, cũng chẳng có năng lực. Sau khi anh bước vào nhà họ Tô, anh chỉ được coi là con rể sống nhờ nhà vợ. Mọi thứ đều phải nghe lời tôi, tuân theo tôi. Thứ ba, anh đừng làm công việc bảo vệ nữa. Đến tập đoàn Tô Thị làm chân chạy vặt, học cách làm việc. Tôi không muốn con mình khi sinh ra lại phát hiện cha nó chỉ là một người canh cổng." Trong lòng Diệp Vân dâng lên một ngọn lửa bực bội. Người phụ nữ này dù có mang thai con của anh,
nhưng quá ngông cuồng, anh phải dạy dỗ một chút. Nếu không, ra ngoài người ta sẽ nói anh không thể kiểm soát nổi vợ mình. Diệp Vân đáp, được, tôi có thể đến Tô Thị làm việc, cô ngồi làm sếp. Nhưng tính tôi có mấy việc là không bao giờ làm, cô nên nhớ cho kỹ. Tô Xuân cười lạnh, anh còn dám chọn việc nữa sao? Nói nghe thử xem, một bảo vệ như anh có đạo đức nghề nghiệp gì cao siêu? Diệp Vân đáp, thứ nhất, những công việc mà không có chút trình độ, không học được gì, tôi kiên quyết không làm. Tô Xuân cố kìm nén cơn giận muốn tát tôi một cái, nói, còn gì nữa, tôi xem anh có thể bày thêm trò gì. Diệp Vân tiếp tục một cách đàng hoàng, thứ hai, những việc tôi không biết làm thì chắc chắn không làm được, vậy làm sao mà làm? Tô Xuân nghiến răng kiềm chế, hỏi tiếp, còn gì nữa? Diệp Vân nói tiếp, thứ ba, những việc quá gấp gáp tôi cũng không làm, vì làm gấp sẽ dễ sai sót. Thứ tư, những việc không gấp thì tôi càng không làm, vì không gấp mà. Tô Xuân cảm thấy mình đã vớ phải một kẻ kỳ quặc, cô cười mỉa, việc mà anh không muốn làm thì tuyệt đối không làm. Xin hỏi anh, tôi có thể biết lý do không? Diệp Vân đáp với vẻ hiển nhiên, cô cũng nghe rồi đấy, tôi đã nói không làm thì làm sao mà tôi làm được nữa. Tô Xuân hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, lúc này cô thực sự muốn giết người. Ngực cô phập phồng lên xuống, khiến Diệp Vân cảm thấy thỏa mãn, cô nàng này, xem ra anh ba đây vẫn có cách trị cô. Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Xuân reo lên, là mẹ cô, Dương Huệ Như gọi đến. Giọng bà rất tức giận, Tô Xuân, mẹ đã gọi con biết bao nhiêu cuộc rồi, sao con không bắt máy? Chuyện hôn sự của con với Gia Hào sắp đến nơi rồi, con cứ thế mà bỏ đi, không thấy tăm hơi đâu. Con muốn làm ba mẹ lo chết sao, mau về nhà ngay. Giọng Tô Xuân bình thản, mẹ, con sẽ về ngay, nhưng về cùng con còn có cả chồng của con nữa. Giọng Dương Huệ Như cao vọt lên ba tông, con nói gì? Mẹ nói trước cho con biết, đừng có mà làm bậy. Chồng con chỉ có một, đó là Phương Gia Hào của tập đoàn Ngọc Long. Con hiểu rõ vì sao có cuộc hôn nhân này rồi mà. Nhà họ Tô đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và trả giá lớn đến mức nào. Cuối cùng mọi lợi ích đều là của con, đừng không biết điều như thế. Khóe miệng Tô Xuân kéo ra một nụ cười chế giễu, cô tự cười chính mình. Biết điều sao, hôn nhân bị gia đình sắp đặt, coi con như vật hy sinh mà mẹ bảo con phải biết điều. Nói xong, Tô Xuân liền cúp máy, nhưng Diệp Vân vẫn nghe thấy đầu dây bên kia là những tiếng trách mắng và cơn giận dữ của mẹ cô. Lúc này, anh nhìn cô ấy với một chút thương hại và nói, đi thôi, anh sẽ đi cùng em gặp ba mẹ em và gia đình em. Có chuyện gì, cứ để anh gánh vác, em không cần lo lắng. Chúng ta đã lấy nhau rồi. Anh là đàn ông, tự nhiên phải có chút thái độ. Nhưng Tô Xuân không cảm kích. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt tràn ra, giận dữ nói, tại sao tất cả các người đều ép tôi, đều bắt tôi làm những việc tôi không muốn làm. Còn anh nghĩ anh là gì? Anh đủ tư cách để giúp tôi sao? Anh có bản lĩnh đó không? Anh biết nhà họ Tô ở Giang Nam có vị thế gì không? Gia đình nhà Phương của tập đoàn Ngọc Long, chỉ một ngón tay của họ cũng đủ nghiền nát anh. Anh hiểu không? Anh chỉ là một bảo vệ, không có gì ra hồn, công việc chẳng ổn định. Nếu không phải vì tình cờ ngoài ý muốn, cả đời này anh đừng hòng tiếp xúc được với tôi. Tốt nhất sau này đừng nói những lời không biết sống chết nữa, nếu không tôi sẽ càng khinh thường anh. Sau một loạt lời trách móc, cô bật khóc vì những gì cô đã làm hôm nay, đặc biệt là chuyện kết hôn chớp nhoáng với Diệp Vân. Đối với một tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo và bảo thủ như Tô Xuân, điều đó đã đủ điên rồ rồi. Giờ đây, những rắc rối gia đình lại ập đến, gây thêm áp lực cho cô, cuối cùng khiến cô càng suy sụp. Diệp Vân khởi động xe, nhấn ga và bình tĩnh nói, em đừng khóc nữa, sớm thôi em sẽ biết cha của đứa bé trong bụng em không phải là người tầm thường. Còn những gì anh vừa nói, không có chữ nào là giả dối. Đừng lo về nhà họ Tô hay bất cứ thế lực nào khác, anh chưa bao giờ coi trọng họ. Tô Xuân hoàn toàn không nghe những lời này. Trước khi quyết định bắt Diệp Vân chịu trách nhiệm, cô đã sử dụng mối quan hệ để điều tra anh từ đầu đến cuối. Kết quả điều tra cho thấy Diệp Vân chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, không có chí tiến bịp. Ngoài việc ngồi ăn chờ chết thì không có gì nổi bật cả. Cả hai lái xe đến khu phủ Tử Hào, một khu vực nổi tiếng dành cho giới thượng lưu ở Giang Nam. Nhà của Tô Xuân ở ngay đây. Trên đường về, cả hai đều không nói một lời. Cho đến khi bước vào nhà, nhìn thấy một căn phòng đầy người, bầu không khí ngột ngạt, tình thế khá căng thẳng. Lúc này, chị họ của Tô Xuân là Tô Hiên với một nốt ruồi đen bên khóe miệng, khinh thường nhìn Tô Xuân và nói, Tô Xuân, nghe nói em định đưa đàn ông về ra mắt. Ban đầu, với ánh mắt cao ngạo của em, chị cứ tưởng ít nhất người đó phải là một doanh nhân thành đạt hoặc là con nhà quan chức, nhưng không ngờ em lại dẫn về một gã bảo vệ tầm thường như thế này. Em nuốt trôi hắn được sao? Nói xong, Tô Hiên cười lớn một cách mỉa mai, tiếng cười đầy chói tai. Tô Xuân vẫn giữ vẻ bình thản, quay sang nhìn cha mẹ và nói, ba mẹ, anh ấy tên là Diệp Vân, chúng con đã đăng ký kết hôn, sau này anh ấy sẽ là chồng của con. Vừa dứt lời, chỉ nghe bốp một tiếng, Dương Huệ Như, mẹ của Tô Xuân, mặt mày tái xanh, lao tới và tát mạnh vào mặt cô. Gã Diệp Vân này sao? Con có định để cho ba mẹ con mất hết thể diện, tức đến chết mới vừa lòng phải không? Bà Dương chỉ tay vào mặt Tô Xuân, giận dữ và run rẩy. Tô Xuân ôm lấy nửa mặt sưng đỏ, nước mắt trực trào ra. Mẹ, con biết mẹ tức giận và cho rằng con làm bậy, nhưng con đã suy nghĩ kỹ về chuyện với nhà họ Phương, con không muốn kết hôn với họ. Dương Huệ Như hét lên đầy tức giận. Tốt thôi, một công tử gia thế như Phương Gia Hào mà con còn không thèm. Cha của cậu ấy là nhân vật đầy quyền lực trong cả thế giới ngầm lẫn kinh doanh ở Giang Nam. Điều kiện như thế mà con cứ từ chối hết lần này đến lần khác. Bây giờ mẹ hỏi con, thế gã bảo vệ mà con dẫn về, một kẻ vô dụng như vậy, lấy gì để so với nhà họ Phương? Tô Xuân lặng thinh, không biết nói gì. Quả thật, Diệp Vân chỉ là một gã bảo vệ nhỏ nhoi, không thể nào so sánh với gia đình giàu có như nhà họ Phương. Dương Huệ Như trừng mắt tức giận, định tiếp tục mắng anh. Thấy vậy, Diệp Vân bước tới một bước chắn trước mặt Tô Xuân, trên khuôn mặt đã hiện lên chút lạnh lùng, anh nói, bảo vệ cũng là công việc chân chính, kiếm tiền bằng đôi bàn tay mà không cần nhờ vả ai. Còn nữa, thưa cô Dương, Tô Xuân đã là người lớn và là phó tổng của tập đoàn Tô Thị. Cô mắng mỏ cô ấy trước mặt mọi người như thế này,
tôi thấy có phần hơi quá đáng. Lúc này, ba của Tô Xuân, ông Tô Văn đặt mạnh tách trà xuống, khuôn mặt đầy giận dữ. Cậu trai trẻ, nói lớn như vậy không sợ chật lưỡi sao? Con gái tôi là người nhà họ Tô, cậu là người ngoài, không có tư cách xen vào. Dương Huệ như hét lớn, đồ con súc sinh, cút ngay. Ta nói cho ngươi biết, con gái ta là Phượng Hoàng trên trời, là niềm tự hào của nhà họ Tô. Ta không cần biết ngươi đã rót vào tai nó thứ thuốc mê gì, nhưng giữa các ngươi sẽ không bao giờ có kết quả gì cả. Diệp Vân cau mày, trên mặt không phải vẻ côn đồ mà là một luồng sắc khí hiện rõ. Anh vốn dĩ là một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, nếu không cũng chẳng gây ra hỗn loạn quốc tế, mà bị truy nã đến cái xó xỉnh nhỏ bé như Giang Nam này để sống an nhàn. Còn nhà họ Tô, thật lòng mà nói, ngoài Tô Xuân, mỹ nữ kiêu ngạo này ra thì những người khác chỉ là lũ vô dụng. Lúc này, Tô Xuân cười thiên lương và nói, ba mẹ, các người có làm ầm lên hay nói gì thêm cũng vô ích. Con hiểu rõ Phương Gia Hào là hạng người gì hơn các người. Có thể, nếu con lấy Phương Gia Hào, sẽ dựa vào thế lực và tài sản của họ để giúp nhà họ Tô phát triển. Nhưng đó không phải là điều con muốn. Hơn nữa, cha con nhà họ Phương còn hiểm độc hơn các người tưởng. Là phúc hay họa, không ai có thể nói trước được. Dương Huệ Như giận dữ nhảy dựng lên. Được rồi, ta và ba con, cùng cả nhà họ Tô, đều đã bỏ công sức và tâm huyết mà con lại vứt bỏ tất cả. Nếu đã vậy, ta mặc kệ, muốn làm gì thì làm, tự con chuốc lấy. Nghe vậy, Tô Xuân lập tức mềm lòng, đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Ba mẹ, con xin lỗi vì đã làm ba mẹ thất vọng. Con cũng không nghĩ sẽ ở bên anh ấy lâu dài, chỉ là con muốn anh ấy giúp con đối phó với lời ra tiếng vào, ít nhất cũng để nhà Phương và Gia Hào không bám giết lấy con nữa. Tô Văn khoát tay nói, nếu con đã quyết như vậy thì nói gì thêm cũng vô ích. Về phía nhà họ Phương, ba mẹ cũng không còn mặt mũi để gặp họ. Chuyện đó con tự giải quyết đi. Phương Gia Hào hiện đang tự mở công ty mới, con nhớ chuẩn bị quà lớn thay mặt nhà họ Tô chúc mừng, tiện thể kết thúc hôn ước. Tô Xuân mím môi đáp ứng rồi bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà họ Tô, cô lập tức mất hết sức lực, suýt nữa ngã quỵ. Diệp Vân đỡ lấy cô, đầy vẻ lo lắng. Tô Xuân giãy ra, mặt lạnh lùng nói, sau này không có sự cho phép của tôi, đừng dễ dàng chạm vào tôi. Diệp Vân nhún vai nói, tôi thấy cô sắp ngã nên mới đỡ thôi, đừng hiểu lầm. Tô Xuân hừ lạnh, đồ vô dụng, tôi cũng nói thẳng với anh, tôi tìm anh chỉ để làm một cái bia chắn nghe lời, còn lại thì xin lỗi, anh không có gì đáng để nhìn vào. Điều làm Tô Xuân bất ngờ là Diệp Vân không hề tức giận, trái lại anh vẫn bình thản, thậm chí còn mỉm cười. Tôi biết thực ra chuyện kết hôn với tôi cũng không phải vì cô muốn, chúng ta chẳng còn cách nào khác, chuyện đã rồi thì tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Tô Xuân nghe vậy bỗng có chút phiền muộn khó hiểu, anh còn chẳng cảm thấy khó chịu sao? Kể cả lòng tự trọng đã bị chà đạp như vậy. Thôi được, cả anh và tôi sẽ đến dự tiệc chiêu đãi công ty mới họ Phương, sớm muộn gì con dâu cũng phải ra mắt, và anh, con rể cũng vậy. Nói xong, cô ấy đưa ra một tấm thẻ cho Diệp Vân. Anh hãy đi mua một bộ đồ tử tế để mặc vào. Diệp Vân thậm chí không thèm nhìn vào nó. Tôi không cần, tôi sẽ mua bằng chính mình. Tô Xuân chế nhạo anh, một bảo vệ quen như anh liệu có thể có những món đồ đắt tiền sao? Diệp Vân thấy sự khó chịu rõ ràng trong ánh mắt của Tô Xuân, cô ấy không tin anh có thể có bộ vest đắt tiền. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Diệp Vân đến bên đường và bước vào chiếc Rolls Royce đã chờ sẵn. Nếu ai đó thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị sốc, bởi đây là xe chuyên dụng của Lưu Toàn Hổ, người giàu nhất Giang Nam, và ông ấy hiện đang làm tài xế cho anh. Lưu Toàn Hổ cúi chào kính cẩn và hỏi, ngài Vân, ngài muốn về nhà hay đi đâu? Diệp Vân đáp, trước tiên về nhà, tôi cần thay đồ rồi sẽ đi dự một buổi tiệc khai trương của công ty mới với vợ. Lưu Toàn Hổ ngạc nhiên hỏi, ngài không phải còn độc thân sao, từ khi nào mà kết hôn vậy? Anh cười khổ sở đáp, ngay hôm nay, vừa mới xong, câu chuyện dài lắm. Lưu Toàn Hổ hoảng hốt, ngài đừng đùa, nếu cấp trên biết ngài ở Giang Nam mà kết hôn một cách vội vã như vậy, tôi e rằng tôi sẽ không sống nổi. Ông Lưu, thật sự xin lỗi, tình hình đã trở nên hỗn loạn, tôi cũng không ngờ lại xảy ra như vậy. Lưu Toàn Hổ tức giận, ngài kết hôn với cô gái nào? Tôi sẽ dùng quan hệ để giúp giải quyết vấn đề này. Diệp Vân xua tay, đừng làm ơn, tôi đã nói rồi, không cần dùng quyền lực, tôi không thích những trò đó. Lưu Toàn Hổ vẫn lo lắng, mặc dù Diệp Vân là bất khả chiến bại trong các trận chiến, là nhân tố quan trọng nhất quốc gia. Ngài Vân, dù sao thì ngài cũng còn trẻ, bồng bột quá, nếu có chuyện gì, tôi cũng không thể yên tâm. Ông cứ nói trắng ra là tôi không thể kiểm soát được con chim trong mình, nên đã lợi dụng người phụ nữ khác. Chết tiệt, lẽ ra tôi phải biết chứ ngài Vân, để bảo cháu gái của tôi làm điều đó không cần chi phí. Ông Lưu, mọi chuyện đã qua rồi, đừng lo. Sau đó, Diệp Vân trở về nhà và thay một bộ vest chỉnh tề. Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại một biệt thự sang trọng ở phía tây thành phố. Diệp Vân đỗ xe, nhanh chóng ra mở cửa cho Tô Xuân. Cô ấy nắm tay anh và bước xuống xe, ánh mắt có phần kỳ lạ. Cô ấy nghĩ rằng Diệp Vân trong bộ vest tuy không phải là quý tộc nhưng vẫn có phần quyến rũ. Sau đó, cả hai vào bữa tiệc, đúng lúc bữa tiệc bắt đầu, những người ăn mặc sang trọng di chuyển qua lại. Tối nay, chủ trì bữa tiệc là tập đoàn Ngọc Long, Phong đại thiếu, người tổ chức bữa tiệc ăn mặc rất lịch lãm. Anh ta đến muộn một chút và nói, xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, tôi sẽ tự phạt 3 ly. Nói xong, anh ta rất phong độ uống 3 ly liên tiếp, làm khán giả vỗ tay tán thưởng, đặc biệt là một số phụ nữ say mê vừa vỗ tay vừa hò reo. Diệp Vân thì chỉ nhếch mép, thấy anh ta không có gì đặc biệt. Tô Xuân nhíu mày khi nghe thấy điều đó. Bên cạnh, bạn thân của Tô Xuân, Hứa Ngọc Nhi, cười nhạt và nói, người khác không thú vị, vậy ý của anh là anh mới thú vị sao? Tôi nghĩ anh ghen tị với sự nổi bật của người khác nên mới nói vậy. Diệp Vân trả lời, anh ta uống 3 ly đó không phải là rượu mà là nước trắng, rõ ràng là chỉ đang diễn trò. Hứa Ngọc Nhi chế nhạo, anh đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mặc dù tôi và Tô Xuân không thích Gia Hào lắm, nhưng so với anh ta còn hơn nhiều. Loại việc như vậy, anh ta không cần phải làm. Diệp Vân bình thản nói, nếu bạn không tin, chúng ta có thể chờ xem. Đúng lúc này, Phong đại thiếu, với bộ dạng lịch lãm và nụ cười trên mặt, bước qua cầm ly rượu và nói,
Tô Xuân, Ngọc Nhi, chào mừng các bạn đến dự tiệc của tôi. Tôi kính các bạn một ly. Diệp Vân đứng bên cạnh bị tự động bỏ qua. Hứa Ngọc Nhi cười và chúc mừng. Chúc mừng Phong Thiếu, bạn mở công ty mới. Quả là một trong những thanh niên xuất sắc của chúng ta ở Giang Nam. Nhưng có một số điều khó hiểu như việc Phong Thiếu, ly của bạn chỉ toàn nước trắng. Phong Gia Hào ngay lập tức cứng đờ nụ cười trên mặt rồi giải thích. Dù có thể lừa được người khác nhưng không lừa được hai bạn thông minh. Đúng, tôi uống nước trắng vì gần đây tôi làm việc vất vả suốt ngày đêm cho công ty mới. Cơ thể không chịu nổi nên không dám uống rượu. Lúc này Hứa Ngọc Nhi và Tô Xuân đều ngạc nhiên nhìn Diệp Vân. Anh nói một cách không thèm để ý. Có lẽ tình trạng sức khỏe của Phong Thiếu không phải vì làm việc vất vả, mà là do ăn chơi thái quá dẫn đến thận bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu uống rượu có thể sẽ bị xuất huyết nghiêm trọng. Diệp Vân không biết mình nói đúng hay sai, nhưng sắc mặt của Phong Gia Hào ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và nghiêm nghị. Anh ta nhìn Diệp Vân bằng ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được rằng một kẻ như anh lại có thể điều tra rõ ràng về hắn ta như vậy. Anh bạn này nói đùa sao? Tôi là một người làm việc chăm chỉ, đâu có thời gian để buông thả. Hơn nữa, tôi và Tô Xuân đã đính hôn, trong lòng tôi chỉ có cô ấy mà thôi. Anh ta nói dối không đỏ mặt, không thay đổi sắc thái. Hứa Ngọc Nhi sợ hãi đến mức suýt ngất, không ngờ Diệp Vân lại dám nói ra những lời xúc phạm Phong Gia Hào như vậy. Cô ấy cảnh báo anh không nên chọc giận Phong Gia Hào, vì nếu hắn ta biết mối quan hệ giữa anh và Tô Xuân, có thể hắn ta sẽ làm khó anh. Nhưng Tô Xuân rõ ràng nhận thấy sắc mặt của Phong Gia Hào không ổn, có vẻ như Diệp Vân đã nói trúng điểm yếu của anh ta. Trong ánh mắt của cô ấy hiện lên một chút lo lắng, rồi cô ấy nhẹ nhàng nói: "Phong Thiếu, vẫn nên chăm sóc sức khỏe bản thân. Hôm nay tôi đến đây không chỉ để chúc mừng bạn mà còn có một việc muốn nói. Chúng tôi muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai bên." Cô ấy chỉ tay về phía Diệp Vân và nói: "Phong Thiếu, đây là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi." Sắc mặt của Phong Gia Hào từ từ chuyển từ u ám sang hung dữ, nhưng hắn ta rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, chỉ cười mà không mỉm cười. "Tô Xuân, tôi biết từ trước đến giờ bạn có chút phản cảm với tôi, nhưng để một kẻ vô danh như anh ta làm cản trở tôi, bạn không thấy như vậy là không xứng sao?" Tô Xuân nghiêm túc đáp: "Anh ấy không phải là cản trở, tôi và Diệp Vân hôm nay đã kết hôn và tôi đã có thai với anh ấy." Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, ly rượu trong tay Phong Gia Hào bị hắn ta bóp nát. Ánh mắt hắn ta ngay lập tức trở nên đỏ ngầu và hắn ta suýt nữa đã tát vào mặt Tô Xuân, nhưng đã kiềm chế lại, nghiến răng cười một cách gượng gạo. "Tô Xuân, có lẽ tôi đã quá chiều chuộng bạn, nhưng những gì bạn nói lúc nãy tôi có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng gã này, dù hắn là ai, dám dây dưa với vị hôn thê của tôi, nhất định sẽ phải biến mất." Tô Xuân cảnh báo: "Phong đại thiếu, đừng làm liều. Hôn ước giữa chúng ta vốn được hai bên gia đình quyết định, nhưng tôi không có mặt lúc đó." Phong Gia Hào hét lớn: "Đừng có nói nhảm, bây giờ đã định rồi, cô nghĩ lời của cô có ích sao? Tôi cảnh cáo cô, dù có chết, cô cũng chỉ thuộc về ma nhà tôi thôi." Tô Xuân nổi giận và Hứa Ngọc Nhi lập tức nở nụ cười giả tạo: "Phong Thiếu, đừng tức giận, hãy bình tĩnh. Hôm nay là bữa tiệc của công ty bạn, nhiều nhân vật danh tiếng ở Giang Nam đang nhìn đấy." Phong Gia Hào rất tức giận, hắn cởi bỏ cà vạt, rồi chỉ tay vào Diệp Vân và ra lệnh: "Bảo tên tiểu tam này quỳ xuống cho ta, lạy ba cái, uống ba chén rượu. Nếu không xong việc, hắn sẽ không bước ra khỏi khu vườn của Phong gia đâu." Lúc này, Tô Xuân lạnh lùng nói: "Dù Diệp Vân không có địa vị và tư cách, nhưng hiện giờ anh ta là chồng của tôi không thể yêu cầu anh ta quỳ xuống." Hứa Ngọc Nhi lo lắng nói: "Tô Xuân, bạn cũng nên bớt nói đi, nếu không Phong Gia Hào sẽ càng không buông tha cho người bảo vệ này đâu." Diệp Vân khịt mũi, khinh bỉ nói: "Vợ à, nếu đã nói rõ rồi thì chúng ta nên đi thôi. Những người như thế này tốt nhất là không nên ở lâu, anh sợ bị lây nhiễm bệnh sinh lý yếu." Nhìn thấy người phụ nữ mà mình ao ước bấy lâu nay đi cùng Diệp Vân, sắc mặt của Phong Gia Hào trở nên đầy thù hận. Hắn ta trực tiếp gọi hai gã đàn ông đứng gần đó lại, mặt đầy sự độc ác nói: "Tôi không muốn thấy tên tiểu tam đó sống sót qua ngày mai." Hai gã đàn ông gật đầu. Khi cả ba trở về xe, Hứa Ngọc Nhi rất lo lắng: "Tô Xuân, bạn làm vậy quá nóng vội. Phong gia thường hoạt động ở cả hai mặt, họ rất tàn nhẫn. Nếu bạn đánh vào mặt Phong Gia Hào, anh ta sẽ không để yên đâu." Tô Xuân hít sâu một hơi: "Tôi không sợ, anh ta không thể làm gì tôi." Hứa Ngọc Nhi chế nhạo: "Bạn không sợ, nhưng Phong Gia Hào sẽ không làm gì em, chắc chắn là vậy. Nhưng tên bảo vệ nhỏ bé này, nói thật, anh ta xong đời rồi." Diệp Vân cũng từ từ nói: "Yên tâm đi, chưa có ai trên đời này có thể làm tôi gục ngã đâu." Nghe vậy, Hứa Ngọc Nhi lắc đầu: "Tô Xuân, chồng bạn thật là một kẻ ngốc, có vẻ như không tỉnh táo. Bạn nhớ rằng hiện giờ anh ta không còn là một bảo vệ nhỏ nữa, mà là chồng hợp pháp của bạn. Nếu không thay đổi cái tật kiêu ngạo đó, chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi." Ngay lúc đó, tôi đạp phanh gấp, hai người đẹp trước mặt bị đẩy về phía trước, sợ hãi không thôi. Hứa Ngọc Nhi tức giận kêu lên: "Anh làm cái quái gì vậy? Ngay cả lái xe cũng không được." Diệp Vân xuống xe, bình thản nói: "Các cô ở lại trong xe, đừng xuống." Hai người phụ nữ không hiểu, không biết tại sao anh, một bảo vệ nhỏ, lại hành động như vậy. Một chiếc xe tải từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, phanh gấp và mở cửa. Một gã đàn ông đầu đinh, không biểu cảm, bước ra: "Tiểu tam của Phong Thiếu, xin lỗi, tôi phải làm vậy." Gã ta vung gậy lên nhằm vào đầu tôi. Hứa Ngọc Nhi kêu lên sợ hãi: "Là người của Phong Gia Hào." Tô Xuân nghiến răng: "Tên khốn kiếp này, không ngờ lại hành động nhanh như vậy." Nhưng ngay sau đó, hai người phụ nữ mở to mắt kinh ngạc khi thấy Diệp Vân phản ứng nhanh. Anh nắm lấy gậy và vung nó đập mạnh vào đầu gã đàn ông. Đầu gã đàn ông bị đập vỡ và máu chảy lênh láng. Lại có thêm ba gã đàn ông muốn chớt nhảy ra từ trong xe tải. Thấy Diệp Vân dám chống trả, chúng la lớn: "Thằng rác rưởi, anh em lên đi." Chúng không ngờ rằng tên bảo vệ này lại có chút bản lĩnh. Diệp Vân bình tĩnh, tiếp tục vung gậy sắt. Ba gã còn lại đều là những gã vạm vỡ với gương mặt dữ tợn, thường làm những việc xấu cho Phong gia. Nhưng chỉ trong vòng hai hơi thở, chúng đã nằm gục trên đất, kêu la gọi mẹ trong đau đớn. Diệp Vân ném gậy sắt đi, đá vào mặt một gã, nói: "Trở về bảo Phong đại thiếu rằng chơi lửa dễ bị bỏng lắm."
Sau đó, anh lên xe, đạp ga rời đi mà không chần chừ. Hứa Ngọc Nhi và Tô Xuân vẫn còn đang ngây người vì những gì vừa xảy ra. Hứa Ngọc Nhi có phần ngạc nhiên, kỹ năng của anh khá tốt đấy. Diệp Vân nhún vai đáp, chỉ là xử lý vài con sâu bọ thôi, không cần phải luyện tập gì cũng thắng. Tô Xuân nhíu mày, anh ấy không phải là người có kỹ năng võ thuật sao? Nhưng những động tác vừa rồi của anh ta có vẻ không tầm thường. Anh ta thực sự chỉ là một bảo vệ giữ cửa thôi sao? Tối đó, khi Tô Xuân về đến nhà, Tô Văn lập tức hỏi về tình hình với Phong Gia Hào. Con đã nói rõ mọi chuyện với Phong Gia Hào chưa? Bố, con đã hủy bỏ hôn ước với Phong Gia Hào rồi. Dương Huệ như tức giận, con thật sự ngu ngốc, Tô Xuân, con không muốn cưới một người đàn ông tử tế mà lại đi kết hôn với một tên bảo vệ thấp kém sao? Tô Xuân mệt mỏi, mẹ, con đã nói nhiều lần rồi, con không có tình cảm gì với Diệp Vân, mọi thứ bây giờ chỉ vì đứa trẻ trong bụng con, và cũng cần một cái vỏ bọc để ngăn cách với Phong Gia Hào và những người khác. Dương Huệ như vẫn cảm thấy tức giận, Tô Xuân, mẹ đã đau lòng vì con rồi, dù con có tìm một người mẫu nam để giải khuây, mẹ cũng có thể chịu đựng, nhưng giờ con lại có thai với một tên bảo vệ, con làm thế này, mẹ và bố con biết để mặt mũi vào đâu? Tô Xuân không nói gì, mắt hơi đỏ lên. Cô cảm thấy tối hôm đó là sự buông thả do rượu và sự tuyệt vọng của bản thân. Tô Văn ho khan, khuyên: "Vợ, Tô Xuân từ nhỏ đã là một cô gái thông minh và tự trọng, chúng ta biết điều đó, đừng hỏi nó nữa, hiện giờ chúng ta nên nghĩ cách để giữ bí mật này không bị lộ ra ngoài." Dương Huệ như ôm cánh tay, tức giận: "Tìm một cách nào đó, thật là nhục nhã, lẽ ra có thể tìm một chàng rể tốt lại bị một con bọ lũa mang đi." Tô Xuân không nghe thêm nữa, quyết định trở về phòng và gọi video với người bạn thân Hứa Ngọc Nhi. "Ngọc Nhi, sao vậy? Sao lại có vẻ ủ rũ như thế?" Tô Xuân hỏi khi thấy Hứa Nhi trông buồn bã trong video gọi điện. Hứa Nhi trả lời với vẻ mặt ủ rũ: "Tớ vừa bị mắng. Cậu còn nhớ trước đây tớ đã nói về một ông lớn bí ẩn đến từ Giang Thành không? Tớ vừa mới dũng cảm đi thăm ông ấy, kết quả là ông ấy nói tớ là đồ rác rưởi, làm hỏng một khuôn mặt xinh đẹp và bảo đừng làm phiền ông ấy nữa. Ôi, tớ thực sự không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy. Tớ đã rất cẩn trọng và lịch sự với ông ấy mà." Tô Xuân ngay lập tức cảm thấy bất bình. Người này thật sự vô lễ, dù ông ta có địa vị cao đến đâu cũng không thể nói chuyện với một cô gái như vậy. "Ngày khác tớ sẽ cùng cậu đi tìm ông ta lý luận." Hứa Nhi lau nước mắt nói: "Thôi bỏ đi, tớ cần phải phục vụ tốt cho ông ấy, hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp mặt thật của ông ta. Ông nội tớ đã nói, nếu tớ có thể làm quen với vị trưởng lão bí ẩn này, thì ba thế hệ nhà Hứa chúng tớ sẽ không phải lo lắng gì về tiền bạc và danh vọng nữa." Tô Xuân ngạc nhiên: "Vị trưởng lão bí ẩn này là cấp bậc gì mà lại có ảnh hưởng lớn như vậy?" Hứa Ngọc Nhi cười: "Khi tớ tìm hiểu thêm về ông ta, tớ sẽ nói cho cậu biết." Sau đó, cả hai người kết thúc cuộc gọi và đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Vân nhận được điện thoại từ Tô Xuân yêu cầu tôi ăn mặc chỉnh tề và gọn gàng. Hứa Ngọc Nhi lái xe đến một câu lạc bộ và xuống xe cùng hai người đàn ông ăn mặc sang trọng. Khi thấy Diệp Vân bước ra từ xe, hai vị thiếu gia có vẻ mặt không vui. Hứa Ngọc Nhi cười khẽ, giải thích: "Triệu thiếu gia, Vương thiếu gia, đây là bạn của tôi và Xuân Xuân. Anh ấy đến từ quê, chưa thấy nhiều thứ, các anh không cần để ý đến anh ấy." Triệu Đà, một trong bốn thiếu gia nổi tiếng của Giang Thành, chỉ cười nhạt: "Nếu là bạn của các em thì cùng chơi với chúng ta đi." Còn một thiếu gia khác nhìn tôi với vẻ khinh thường từ mũi. Hứa Ngọc Nhi lùi lại một bước, dặn dò tôi: "Loại sự kiện này cậu chưa từng tham gia, không sao đâu. Đi nhiều một chút, xem nhiều một chút, cậu sẽ quen thôi. Yêu cầu duy nhất của tôi là cậu không được làm mất mặt tôi và Tô Xuân, hiểu chưa?" Diệp Vân vẻ mặt bình thản: "Chỉ là một câu lạc bộ thôi mà, địa điểm này có gì đặc biệt đâu." Hứa Ngọc Nhi cười lạnh: "Cậu biết không, yêu cầu vào đây là 200 triệu đó, không phải dễ đâu. Khiếp quá, nhưng anh sẽ vì em làm thơ tình ái." Triệu Đà rất chăm sóc Hứa Ngọc Nhi, hành động như con chó liếm này làm Diệp Vân suýt không chịu nổi. "Ngọc Nhi đến đây, chúng ta luyện tập chút đi." Hứa Ngọc Nhi mặc xong, nhảy lên võ đài và lập tức bắt đầu tập luyện đối kháng với Triệu Đà. Diệp Vân chỉ thấy chán, những đứa con của những gia đình giàu có đã ăn no rảnh rỗi, đều thích bắn cung, chơi quyền anh, đánh golf, theo đuổi vẻ ngoài thanh lịch. Tô Xuân thay một bộ đồ tập màu xanh dương kết hợp với màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trắng mịn đặt lên võ đài. Cô ấy gọi tôi: "Diệp Vân, lên đây cùng tôi luyện tập." Diệp Vân lắc đầu nói: "Nếu em muốn tập luyện, anh có thể dạy bạn Thái Cực Quyền Chính Tông và một số quyền dưỡng sinh khác. Taekwondo là thứ ngoại lai, chỉ là võ thuật hình thức, không thể so với những thứ của chúng ta ở tổ quốc mình." Những lời này khiến Vương Gia Huy nghe thấy, lập tức cười nhạo: "Thằng nhóc này, khí thế thật dữ dội, cậu nghĩ mình ghê gớm lắm hả?" Diệp Vân liếc nhìn hắn: "Ít nhất còn hơn những kẻ như anh, toàn là hạng vô dụng." Vương Gia Huy mặt mày biến sắc, cười lạnh không nói gì: "Không ngờ cậu cũng có chút thực lực, vậy chúng ta thử xem sao." Diệp Vân lắc đầu: "Tôi sợ làm hại anh đau lại khóc." Tô Xuân tức giận nói: "Diệp Vân, anh chú ý chút, đừng lúc nào cũng liếc mắt châm chọc tôi. Tôi có thể khách khí với em, nhưng với những kẻ bò lết kia, anh cần gì phải nể mặt chúng? Em đã thấy đại bàng trên trời tôn trọng chim sẻ trên mặt đất bao giờ chưa? Đây là tính cách của Diệp Vân. 3 phần sắc khí cộng thêm 7 phần khí lạnh lẽo không dễ bộc lộ. Trước đây, một đại sư võ đạo ở trong nước cũng không thể không cảm thán: tên này khác người rất nhiều, đối thủ cảm thấy rất khí thế, còn hắn thêm một phần khí thế, và phần khí thế này ngay cả thiên đế cũng không thể khống chế. Nó đủ để lật ngược sông biển." Sau khi Triệu Đà và Hứa Ngọc Nhi kết thúc luyện tập đối kháng, họ cũng đi qua. "Chuyện gì vậy? Vương Gia Huy sao lại đỏ mặt như vậy?" Vương Gia Huy chỉ vào tôi và nói: "Triệu ca, không phải tôi không muốn giúp cậu và Tiểu Thư Tô, mà là thằng này rất kiêu ngạo, nói Taekwondo chúng ta là rác rưởi. Cậu bảo tôi không thể tức giận sao?" Mặt Triệu Đà đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Ngọc Nhi, chỉ lần này thôi, vì mặt mũi của các em. Các em nên biết, anh và Vương Gia Huy đã đổ biết bao mồ hôi và công sức vào Taekwondo. Những nỗ lực của bọn anh không ai có quyền dẫm đạp lên, đặc biệt là những kẻ không biết gì như cậu ta." Hứa Ngọc Nhi sắc mặt âm trầm: "Diệp Vân, anh lập tức xin lỗi bọn họ đi. Đừng coi thường công sức của người khác, anh không cảm thấy rất buồn cười sao?" Diệp Vân ngẩng đầu nhìn trời và nói:
Xin lỗi, đối với những kẻ yếu đuối, tôi không có thói quen xin lỗi. Hứa Ngọc Nhi tức giận. Thật không còn cách nào. Tôi chỉ là muốn tốt cho anh để mở rộng tầm mắt thôi. Không ngờ bùn lầy không thể nâng lên tường. Anh chỉ làm bẽ mặt mà thôi. Chưa kịp để Tô Xuân nói gì, Triệu Đà đã lướt qua một nụ cười độc ác. Vậy thì để Vương Gia Huy cùng bạn trai này chơi một trận cho vui đi. Hắn ta kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là cao thủ. Tô Xuân lập tức từ chối. Thôi đi, Vương Gia Huy là cao thủ đẳng cấp 6, còn Diệp Vân thì không. Vương Gia Huy nhảy lên võ đài, làm động tác một cách kiêu ngạo. Yên tâm, dù thằng nhóc này đáng ghét, nhưng vì các cô, tôi sẽ không ra tay quá mức. Hắn nhìn anh, mỉa mai nói. Cậu có dám chơi một chút không? Hay chỉ biết nói miệng mà thôi, thực ra cậu là một kẻ yếu đuối. Khi Diệp Vân nhíu mày, Hứa Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Diệp Vân, nếu anh còn là đàn ông, xin hãy chấp nhận thử thách. Tôi và Tô Xuân không sợ anh thua, chỉ sợ anh không có can đảm làm đàn ông thôi. Diệp Vân hơi mất kiên nhẫn. Được, tôi có thể ra tay dạy dỗ thằng nhóc này, nhưng ai sẽ chịu chi phí y tế? Lập tức Triệu Đà cười nhạo. Thì ra cậu sợ bị thương và không có tiền đi bệnh viện. Ha ha, yên tâm, dù có bị thương chút, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Hứa Ngọc Nhi không nhịn được lắc đầu. Tô Xuân, tên này quá vô dụng, thật xấu hổ. Tô Xuân trên mặt cũng có chút không thể chịu nổi. Diệp Vân lạnh lùng cười, không có tâm trạng giải thích, anh nhảy lên võ đài. Diệp Vân bỏ tay vào túi, chỉ để lại một tay. Đến đi, đánh nhanh cho xong. Vương Gia Huy ánh mắt như lửa phun ra. Thằng ngu này, dám làm màu như vậy, phải đánh cho bay một nửa mạng sống của mày. Hắn bước nhanh về phía Diệp Vân, sau đó thực hiện một cú đá bay thẳng vào thái dương. Triệu Đà lộ ra nụ cười đắc thắng. Vương Gia Huy là đai đen cấp 6, đánh bại 3, 5 người cũng dễ dàng. Thằng nhóc này có vẻ có chút thông minh, biết phải đòi tiền chữa bệnh từ tôi. Vừa dứt lời, một tiếng hét đau đớn cùng với tiếng bẹp vang lên. Trên võ đài Diệp Vân đứng với một tay còn lại, như không hề biết đối thủ là gì, mà đối thủ của anh đã bay xuống võ đài. Cú đá mạnh mẽ làm chân hắn gần như bị gãy, sưng phù lên. Tô Xuân và Hứa Ngọc Nhi trợn mắt ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Nụ cười trên mặt Triệu Đà lập tức đông cứng lại. Vương Gia Huy dưới võ đài kêu la. Á, hự hự. Nhanh lên, đưa tôi đến bệnh viện. Triệu ca, nhanh lên, tôi không thể đứng dậy được. Mẹ ơi, con đau chết mất hu hu. Mặt Triệu Đà co rúm lại. Đến lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra vừa rồi khi tên tiểu tam này nói về việc chuẩn bị chi phí y tế là để chuẩn bị cho Vương Gia Huy tức Vương Chuột. Vì thế Triệu Đà nhanh chóng gọi nhân viên câu lạc bộ đến để khiêng Vương Gia Huy đi. Triệu Đà mặt đầy u ám cũng nhảy lên võ đài. Diệp Vân huynh đệ, không ngờ cậu cũng có chút thực lực. Vương Gia Huy học võ không ra gì, là đệ tử của tôi. Giờ tôi là người anh của hắn, đến để học hỏi chiêu thức của cậu. Tô Xuân vội vàng nói. Không được đâu. Hứa Ngọc Nhi cũng nói. Thôi đi Triệu Đà, anh là cao thủ đai đen cấp 8, là thiên tài taekwondo đã từng đoạt giải, làm sao Diệp Vân có thể là đối thủ của anh được? Triệu Đà lạnh lùng hừ một tiếng. Đã làm bị thương người thì không thể cứ vậy mà xong được. Như vậy đi, thằng nhóc này cũng phải cùng tôi luyện tập một trận, nếu không thì theo quy định phải quỳ ba lạy và 9 lần lạy để thể hiện sự phục tùng. Tô Xuân và Hứa Ngọc Nhi đều nhíu mày. Triệu Đà có vẻ hơi kiêu ngạo quá mức. Lúc này Diệp Vân vẫn giữ tay trong túi, anh chuẩn bị rời khỏi võ đài. Triệu Đà chắn trước mặt, mặt lạnh lùng. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Ngay lúc đó Diệp Vân vung tay một cái đập thẳng vào vai hắn. Phành một tiếng, Triệu Đà mặt úp xuống, môi hôn võ đài không còn góc chết, đau đớn đến mức mặt hắn bị biến dạng. Diệp Vân bước lên, đặt chân lên lưng hắn, rồi anh ung dung bước ra khỏi võ đài. Cái đai đen cấp 8 của taekwondo này chỉ vậy thôi à? Đúng không đáng để tôi bận tâm. Tô Xuân và Hứa Ngọc Nhi đứng đơ ra, ngạc nhiên. Nếu như trước đây Diệp Vân giải quyết Vương Gia Huy chỉ bằng một chiêu có thể có chút may mắn, thì Triệu Đà lại là một cao thủ đai đen cấp 8 có chứng nhận, còn là huấn luyện viên của câu lạc bộ. Một cao thủ như vậy mà cũng bị Diệp Vân đánh bại bằng một cú đập tay, thì chẳng lẽ hắn là Lý Tiểu Long tái thế? Sau nửa giờ nằm rên rỉ trong phòng y tế, Triệu Đà cuối cùng cũng hồi phục. Gia Huy, thằng nhóc này, ta nhất định phải làm cho hắn tàn phế. Mẹ kiếp, sao lại để ta mất mặt như vậy? Ở một bên khác, Diệp Vân, Tô Xuân và Hứa Ngọc Nhi đến trường đua ngựa. Trên khán đài đã có khá nhiều người ngồi, đều là người giàu có ở thành phố Giang Nam. Hứa Nhi hào hứng nói, Tô Xuân, câu lạc bộ này nổi tiếng nhất với việc đua ngựa, chúng ta chơi một chút đi, sẽ thú vị lắm. Tô Xuân cười nói, tôi chủ yếu dẫn Diệp Vân ra ngoài để mở rộng tầm mắt, cậu cứ chơi đi, chúng tôi sẽ xem. Hứa Nhi hừ một tiếng, nhìn tôi. Tiểu Bảo An, anh chỉ có sức mạnh thô bạo, không thể tồn tại trong xã hội thượng lưu. Đua ngựa là dành cho người thực sự có phong cách và phẩm vị. Chơi một lúc thì chị sẽ chơi, cậu học hỏi chút đi. Diệp Vân khinh thường, ngẩng đầu nhìn trời. Tô Xuân bên cạnh mồ hôi đẫm người, cũng cảm thấy nóng không chịu nổi. Ngay lúc đó, khán đài bên cạnh có vài cái ô che nắng. Diệp Vân bước tới rút lấy một cái rồi đi ngay. Đứng lên đi, các cô gái da rẻ mỏng manh không chịu được nắng đâu. Anh khuyên tôi tự vợ đứng lên anh che cho. Tô Xuân đỏ mặt nhưng vẫn từ chối một cách vô thức. Diệp Vân chẳng thèm cầu nguyện. Đừng cố gắng quá, nhìn da cô đỏ hết rồi kìa. Làn da trắng mịn như vậy mà bị cháy nắng thì không đẹp đâu. Cảm thấy trên đầu đột nhiên mát mẻ hơn. Tô Xuân không nói gì nhưng trong lòng lại thấy vui. Chàng bảo vệ nhỏ này thật biết quan tâm người khác. Nhưng có vẻ khoảng cách giữa tôi và anh ta có chút gần gũi quá. Diệp Vân nói với cô ấy. Con ngựa số 8 chắc chắn sẽ thắng. Tô Xuân nhìn ra sân, nơi 10 con ngựa đang lao mình phi nước đại. Hiện tại chưa thể thấy rõ thắng thua, nhưng phía trước khán đài, một nhóm người đang vẫy tay hò hét cổ vũ cho những con ngựa mà họ đặt cược. Tô Xuân hỏi, sao anh biết con số 8 sẽ thắng? Diệp Vân tỏ vẻ thản nhiên, đoán thôi. Rất nhanh sau đó, cuộc đua ngựa kết thúc và người dẫn chương trình trên sóng phát thanh lớn tiếng công bố người chiến thắng. Con ngựa số 8 đoạt giải nhất. Tô Xuân bất ngờ, anh đoán đúng thật. Hứa Ngọc Nhi chạy lại, xui thật, suýt nữa con số 5 mà tôi cược đã thắng rồi, không ngờ lại là số 8. Còn đứng đó làm gì, Tô Xuân, nhanh lên nào, chúng ta ra phía trước đi. Hôm nay, chủ tịch Ngô của Hiệp hội Cổ vật cũng có mặt. Ông ấy là người yêu thích đua ngựa nhất ở thành phố Giang Nam. Hãy nghe ông ấy chỉ dạy xem sao.
Tô Xuân liếc nhìn Diệp Vân, nghĩ thầm, chắc hắn vừa mới đoán bừa thôi, một gã bảo vệ nhỏ làm sao hiểu được trò chơi của giới thượng lưu này chứ. Khi họ đến hàng ghế đầu, một cụ ông tóc bạc phơ mặc trường bào cười mỉm nói, hóa ra là hai cô nhóc, sao cũng thích đua ngựa thế này à? Hứa Ngọc Nhi nghịch ngợm nói, ông Ngô, bọn cháu đến để đi theo ông đấy, ông đặt cược con ngựa nào, bọn cháu cũng sẽ theo. Ngô Thiên Thuận cười ha hả, cô bé nhà họ Hứa đúng là nhanh nhẹn, nhưng cũng coi như cô có mắt nhìn, đi theo ông già này, đảm bảo cô sẽ thắng được kha khá tiền tiêu vặt. Mọi người xung quanh vội vàng khen ngợi, không sai, chủ tịch đua ngựa đúng là chuyên nghiệp, ở thành phố Giang Nam này không mấy người có thể sánh được. Đúng thế, ông ấy không chỉ là bậc thầy về cổ vật mà kỹ năng đua ngựa cũng thuộc hàng đỉnh cao. Cái gì cũng không cần nói nữa, cứ theo ông ấy là ăn chắc rồi. Cánh cửa mở ra, 10 con ngựa lại lao mình chạy. Ngô Thiên Thuận, người đang được tâng bốc lên mây, vuốt râu một chút, rồi vung tay nói, con ngựa số 3, lần này thắng chắc. Những người xung quanh vội vàng theo sau đặt cược. Hứa Ngọc Nhi cũng đặt 5.000 tệ. Lúc này, một giọng nói không đồng điệu vang lên, con chiến thắng lần này hẳn là con số 9. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, thằng ất ơ này là ai vậy? Ai dám khoe tài trước mặt ông Ngô đây chứ? Hứa Ngọc Nhi giật mình, trách mắng, Diệp Vân, anh không hiểu thì đừng nói bậy, anh đang nói linh tinh gì thế này? Chẳng lẽ còn dám cho rằng mình thông minh hơn ông Ngô? Tuy nhiên, Ngô Thiên Thuận liếc nhìn Diệp Vân, vẫn cười nhẹ, chàng trai trẻ, ánh mắt của cậu vẫn chưa đủ sắc bén. Ông già tặng cậu một câu tục ngữ ca dao, cậu còn phải rèn luyện nhiều. Tô Xuân im lặng không nói gì, muốn xem liệu lần này Diệp Vân có thực sự là mèo mù vớ cá rán hay không. Khi tiếng còi vang lên, cuộc đua ngựa kết thúc, đài phát thanh công bố, ngựa số 9 đã giành chiến thắng. Khán đài vừa náo nhiệt lập tức trở nên im ắng, hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam chính, tất cả đều ngỡ ngàng. Không ngờ rằng cậu ta lại đoán đúng. Hứa Ngọc Nhi khẽ há miệng thốt lên, anh là dân nghiệp dư, sao biết ngựa số 9 sẽ thắng? Tô Xuân cũng bất giác liếc nhìn anh, cậu ta đã thắng liền 2 trận, chẳng lẽ chỉ là do may mắn? Cô cảm thấy điều đó không thể nào xảy ra. Ngô Thiên Thuận hừ lạnh một tiếng, chàng trai, may mắn không tồi, hay chúng ta chơi thêm một ván nữa? Diệp Vân lắc đầu, thôi ông lão, câu nói của ông khi nãy tôi xin trả lại nguyên vẹn cho ông còn phải rèn luyện thêm kha khá. Mí mắt của Ngô Thiên Thuận giật liên tục, tức đến mức mũi cũng vẹo đi. Đồ hỗn xược, ông đây chơi đua ngựa hơn 30 năm rồi, chưa từng gặp ai ngạo mạn như cậu. Lại đây, chúng ta tiếp tục, hôm nay ông phải dạy dỗ cậu trẻ này. Những kẻ hùa theo bên cạnh cũng tỏ ra tức giận. Đúng rồi, tiếp tục đi, chàng trai này có chút may mắn nhưng lại không biết trời cao đất dày. Khi ông Ngô chơi đua ngựa, cậu vẫn còn đang tè dầm ở nhà đấy. Thêm một ván nữa, nếu cậu thắng, ông Ngô sẽ cởi trần nhảy lắc mông ngay tại đây. Diệp Vân nhìn về phía Tô Xuân, nói, vợ à, anh sẽ thắng cho em ít tiền mua mỹ phẩm. Cho anh mượn 2.000, anh sẽ trả em 100.000. Mặt Tô Xuân ửng đỏ, nhưng cô không giận, trái lại còn thấy rất tự hào. Nếu Diệp Vân thực sự có thể thắng, mà còn thắng được người như Ngô Thiên Thuận thì chuyện tiền bạc không quan trọng, và lòng hư vinh của cô chắc chắn được thỏa mãn. Cứ cho anh mượn 2.000 đi. Cuộc đua mới lại bắt đầu, 10 con ngựa dũng mãnh lao ra. Ngô Thiên Thuận nheo mắt quan sát kỹ, xác nhận không có vấn đề gì rồi đặt cược vào ngựa số 6. Lúc này, Diệp Vân vẫn giữ vẻ thản nhiên, đặt 2.000 vào ngựa số 1. Hứa Ngọc Nhi liếc mắt nhìn, cũng theo anh đặt cược 20.000 vào ngựa số 1. Khi đích đến đã gần kề, mọi người đều căng cổ chờ đợi kết quả. Phát thanh viên hăng hái thông báo, ngựa số 1 đã giành chiến thắng. Xung quanh Ngô Thiên Thuận là một nhóm nhỏ hàng trăm người, ai nấy đều trố mắt nhìn nam chính với ánh mắt ngây dại, như thể đang xem một màn múa kiếm đẹp mắt. Hứa Ngọc Nhi không thể tin nổi, ngựa số 1 thực sự đã thắng rồi, anh đúng là thiên tài đạp ngựa, chẳng trách chị tôi lại dính bầu. Cô ta hớn hở nhảy nhót, thậm chí ôm lấy cánh tay Diệp Vân mà lắc mạnh. Anh nhìn lại với vẻ kỳ quặc, ngực cô ấy cũng khá đầy đặn đấy chứ. Còn cô vợ Tô Xuân của anh, dù tỏ ra kiềm chế nhưng gương mặt cũng hơi đỏ vì phấn khích. Ánh mắt nhìn Diệp Vân đã thay đổi hoàn toàn, chỉ là khi cô ấy thấy bạn thân mình thân thiết với chồng như vậy, lông mày cô ấy khẽ nhíu lại. Kết quả tính toán rất nhanh được đưa ra, Diệp Vân với 2.000 tiền cược đã thu về 180.000, tỷ lệ thắng cao đến mức ngay cả anh cũng ngạc nhiên. Ngô Thiên Thuận mặt mày co giật, cười khổ nói, chàng trai trẻ, vận may của cậu thật tốt, thắng 2 lần liên tiếp, cậu có thể tự hào về điều đó. Đám người theo nịnh nọt liền lập tức tán dương, đúng là cậu ta gặp vận may như trùng số, nhưng một chút vận may không chứng minh được gì, tài nghệ của ngài Ngô mới là điều chúng tôi khâm phục. Diệp Vân chẳng buồn để tâm đến những lời vô nghĩa đó. Khi anh định quay đi, Ngô Thiên Thuận vội vàng gọi, người bạn trẻ, chúng ta chơi thêm một ván cuối cùng, nếu cậu thắng tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Diệp Vân cười nói, tôi nghĩ không cần thiết, vì nếu tiếp tục chơi, đừng nói một ván, dù có chơi 10 ván ông cũng sẽ thua. Ngô Thiên Thuận giận dữ nhưng lại bật cười, thằng nhóc này miệng lưỡi ngông cuồng thật, ta chơi đua ngựa bao năm nay ở thành phố Giang Nam này, thậm chí cả tỉnh Nam chưa có ai dám kiêu ngạo như cậu. Diệp Vân nhún vai đáp, đó có thể là vì những người chơi đua ngựa ở tỉnh Nam này đối với tôi mà nói đều không đáng để bận tâm. Lập tức đám đông xung quanh nổ tung như bom, thằng nhãi này khoe khoang quá mức rồi, phải dạy cho nó một bài học, dù có là trời cũng phải chỉnh đốn nó mới được. Trẻ tuổi mà có lòng gan dạ là tốt, nhưng không biết khiêm tốn thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Mắt của Ngô Thiên Thuận gần như muốn lồi ra vì tức giận, ông ta hét lên, nếu cậu thắng thêm ván này nữa, ta thề sẽ không bao giờ bước chân vào trường đua ngựa nữa, và hơn nữa ta sẽ cho cậu một cơ hội, từ nay về sau ở thành phố Giang Nam ta sẽ giúp cậu thăng tiến, ăn ngon mặc đẹp cả đời. Lời này vừa thốt ra, những kẻ nịnh hót xung quanh ai nấy đều lộ vẻ ghen tị. Được chủ tịch hiệp hội cổ vật Ngô Thiên Thuận đánh giá cao là một cơ hội ngàn vàng, trực tiếp đưa cậu ta lên con đường thăng quan tiến chức. Phải biết rằng ông lão này là một trong 3 người đứng đầu giới cổ vật Giang Nam. Tô Xuân và Hứa Ngọc Nhi sau khi ngây ra một lúc, họ liền vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Diệp Vân, nhắc nhở, còn ngây ngốc gì nữa, mau cảm ơn đi. Diệp Vân, anh có biết được ông Ngô hứa hẹn như vậy thì từ giờ anh sẽ nổi tiếng khắp thành phố Giang Nam không?
Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc là Diệp Vân lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, thậm chí có phần không mấy quan tâm. Được thôi, vậy thì chơi thêm một ván cuối cùng. Nhưng tôi chỉ chơi ván này thôi, bởi trình độ chênh lệch quá lớn. Các người cũng biết đấy, dễ khiến tôi mất hứng. Vẻ mặt mọi người ngay lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Họ như muốn lao vào tát nam chính một trận. Tên khốn này thật kiêu ngạo. Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa từng thấy ai tự cao tự đại đến mức này. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Ngô Thiên Thuận chỉ cảm thấy đau nhói ở ngực. Ông ta giận dữ nghĩ, ta phải cho cậu biết thế nào là gừng càng già càng cay. Cuộc đua ngựa mới chuẩn bị bắt đầu. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía Ngô Thiên Thuận chờ ông phát lệnh. Thằng nhóc, lần này ngựa may mắn của lão đây sẽ ra sân. Vận may của cậu từ giờ là chấm dứt. Ngô Thiên Thuận cao giọng tuyên bố, sau đó chọn đặt cược vào ngựa số 10. Chư vị, xin hãy cùng ta chiến đấu thêm một lần nữa. Hứa Ngọc Nhi trông chờ nhìn Diệp Vân. Nghiệp Dư, còn chúng ta thì sao? Nhanh lên, chúng ta cũng đặt cược đi. Diệp Vân lắc đầu thở dài nói, ngựa số 2, có vẻ như lại thắng rồi, thêm chục vạn bỏ túi nữa. Hai gia, biết trước người giàu ngốc thế này, tôi cần gì làm bảo vệ chứ? Hàng ngày chỉ cần mang bao tải đi nhặt tiền là được. Nghe Diệp Vân nói, nhiều người suýt nữa phun máu tại chỗ, câu nói đó thật sự quá chọc giận họ. Ngô Thiên Thuận mắt đỏ bừng, hét lên, nếu cậu thắng thêm lần nữa, lão đây sẽ kính rượu nhận thua ngay lập tức, và từ giờ nếu gặp cậu, tôi sẽ đi đường vòng. Tiếng còi vang lên, 10 con ngựa lao ra. Ngựa mà Ngô Thiên Thuận đặt cược lập tức dẫn đầu, tốc độ mạnh mẽ. Trong khi đó, ngựa số 2 mà Diệp Vân cược chỉ đứng thứ 3, thậm chí nó còn chưa vào được hạng 2. Lúc này, phát thanh viên trên loa bắt đầu bình luận sôi nổi khi đích đến đã ở trước mắt. Ngựa số 2 bắt đầu tăng tốc, vượt qua ngựa số 7, đã leo lên vị trí thứ 2. Ngựa số 2 tiếp tục bứt phá, thật khó tin. Ngựa số 2 đã vượt qua con ngựa mạnh nhất vào giây phút cuối cùng và giành lấy vị trí đầu bảng. Thật là một màn đua ngựa đầy ngoạn mục. Chúng ta hãy cùng chúc mừng ngựa số 2 đã giành ngôi quán quân. Trước khán đài, mọi người chết lặng. Ngoài tiếng la hét đầy phấn khích của phát thanh viên, không ai nói được lời nào. Kể cả Ngô Thiên Thuận và nhóm người của ông ta, tất cả đứng sững tại chỗ. Không chỉ họ, cả Tô Xuân, Hứa Ngọc Nhi cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Vân thực sự đã thắng lần nữa, thắng thật sự trước Ngô Thiên Thuận, một người kỳ cựu qua 3 ván liên tiếp và hoàn toàn không chút gian lận. Ngô Thiên Thuận là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông ta đầy cay đắng, chắp tay cúi đầu trước Diệp Vân. Ta tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói. Phong thái giang hồ của Ngô Thiên Thuận thật đáng nể, khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Diệp Vân mỉm cười nói, ông đúng là người có tình nghĩa, biết thua và chịu nhận thua. Điều này khiến tôi phải nhìn ông bằng con mắt khác. Ngô Thiên Thuận nghiêm túc đáp, đại trưởng phu nói lời là giữ lời. Ở thành phố Giang Nam này, lão phu vẫn có chút uy tín nên tuyệt đối không thể nuốt lời. Từ giờ cậu là huynh đệ kết nghĩa của lão phu, nếu ở Giang Nam gặp khó khăn gì, lão nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nói xong, Ngô Thiên Thuận quay đầu đi thẳng. Diệp Vân thì tỏ vẻ chán ghét, nói, lão già này muốn lợi dụng tôi không dám nhận đâu, còn muốn kết làm huynh đệ nữa chứ. Tô Xuân hừ lạnh, nói, anh nghĩ chủ tịch hiệp hội cổ vật Giang Nam, người có giá trị tài sản hơn 10 tỷ, kết nghĩa với anh là lợi dụng anh sao? Diệp Vân phản bác, chẳng lẽ không phải sao? Tô Xuân giận dữ đáp, anh đúng là đồ tự phụ, không biết anh lấy đâu ra cái sự tự tin kỳ lạ đó. Sau đó cô nói tiếp, đi theo tôi đến công ty, tôi sẽ làm thủ tục chính thức cho anh. Tập đoàn Tô Thị là một doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Giang Nam, và điều khiến người ta nhắc nhiều nhất chính là Tô Xuân, vị nữ tổng giám đốc vừa thông minh, thanh lịch, vừa xinh đẹp, hào phóng. Quan trọng hơn, cô còn là một đại gia thực sự. Vừa đến tập đoàn, thư ký của Tô Xuân liền tiến tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tổng giám đốc, đại tổng giám đốc yêu cầu chị ngay lập tức đến gặp bà ạ. Tô Xuân nhíu mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thư ký đáp, có liên quan đến nhà họ Phương, dường như khá nghiêm trọng, chị nên đích thân qua xem. Tô Xuân chỉ tay về phía Diệp Vân và nói, Vũ Kiệt, cô hãy sắp xếp một vị trí cho anh ấy. Tô Xuân nhanh chóng rời đi. Chân trước vừa bước khỏi, một nhóm người đã khí thế bừng bừng tiến thẳng về phía Diệp Vân. Triệu Vũ Kiệt có chút căng thẳng, hỏi, thiếu gia Tô, có chuyện gì vậy? Người đi đầu với vẻ mặt hống hách, ăn mặc trông có vẻ sang trọng, nhưng lại ngậm một điếu thuốc trong miệng, phớt lờ biển cấm hút thuốc bên cạnh. Hắn nói với thư ký Triệu, người này cô không cần lo nữa, để tôi sắp xếp công việc cho hắn. Thư ký Triệu định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của đối phương khiến cô ấy không dám nói thêm. Đối phương tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói, ba tôi là tổng giám đốc của tập đoàn, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, tương lai tập đoàn Tô Thị sẽ là của tôi, bây giờ cô có thể tránh ra được chưa? Cách nói chuyện và thái độ của hắn vô cùng kiêu ngạo. Thư ký Triệu không dám lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, người mới này tiêu đời rồi, bị tên ma vương này nhắm trúng thì chắc chắn không có kết cục tốt. Tô Kiện là em họ của Tô Xuân, con trai của tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, Tô Cường. Hắn chỉ thẳng vào ngực Diệp Vân và nói, cậu là cái gã con rể mà nhà chú tôi mới tuyển về đúng không? Đi theo tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu. Diệp Vân lắc đầu nói, nhưng Tô Xuân đã nói cô ấy sẽ sắp xếp cho tôi. Tô Kiện cười khẩy, chị họ tôi bận lắm, hơn nữa tập đoàn Tô Thị này là của nhà chúng tôi, ai sắp xếp cho cậu cũng vậy thôi. Bản thiếu gia quản lý toàn bộ hệ thống an ninh của tập đoàn, từ nay về sau cậu sẽ làm lính cho tôi. Nói xong, hắn ra lệnh cho đám tay chân đẩy và kéo anh đi. Tô Kiện rút điện thoại ra, không chút che giấu, gọi điện và nói, cái thằng ăn bám mà lần trước làm nhục mày ấy, hôm nay tao sẽ cho nó nếm mùi đau đớn, biết thế nào là luật lệ. Ở đầu dây bên kia, em gái độc ác của Tô Kiện là Tô Hiên cười nham hiểm, a Kiện, nhẹ tay thôi, cùng lắm là làm gãy tay gãy chân, đừng quá đà, đối phó với Tô Xuân điên lên thì không dễ đâu. Tô Kiện cúp máy, vẻ mặt đầy khinh bỉ, một tên gác cổng rẻ mạt, bản thiếu gia muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn Diệp Vân, phả một làn khói thuốc vào mặt anh và nói, thằng nhãi, lát nữa mày chỉ cần quỳ xuống gọi tao ba tiếng bố thì tao sẽ tha cho mày, thế nào? Diệp Vân mỉm cười, được thôi, nhưng phải xem thiếu gia Tô có bản lĩnh đó hay không. Tô Kiện cười ha hả, chế giễu với đám đàn em, mọi người nghe thấy không, tên này còn hỏi tao có bản lĩnh không, nào nào, nói cho nó biết bản thiếu gia có bản lĩnh gì. Lũ tay chân của hắn lập tức cười lớn và chế giễu.
Tập đoàn Tô Thị, thiếu gia Tô của chúng ta là trời, là đất. Tổng giám đốc chính là cha của thiếu gia Tô đấy. Ha ha ha. Phía trước bọn chúng còn xuất hiện vài con chó dữ, miệng chảy nước dãi, hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Vân gầm gừ. Tô Kiện ngồi bệt xuống ghế nằm, hắn tinh tường nói: "Thằng nhóc, tao cho mày cơ hội cuối cùng, hoặc là quỳ xuống gọi tao là bố và liếm giày tao, hoặc là hôm nay tao sẽ phế mày nửa đời, cho mày biết thế nào là đau đớn." Diệp Vân nhún vai nói: "Tô thiếu, hôm nay là ngày đầu tôi vào làm, nói thật là tôi không muốn gây chuyện, hay là chúng ta bỏ qua đi?" Mặt Tô Kiện trầm xuống, âm hiểm nói: "Đồ khốn, trước đó mày đã sỉ nhục em tao là Tô Hiên ở nhà của Tô Xuân, chỉ riêng điều đó thôi, mày cũng không thoát tội chết được. Nói cho mày biết, gia đình tao và gia đình Tô Xuân vốn không hòa thuận, nó muốn cài người vào tập đoàn, nhưng tao không bằng lòng đấy." Diệp Vân nhướng mày nói: "Vậy là không có gì để bàn nữa rồi." Lời vừa dứt, anh lập tức tung một cú đá không báo trước, một tên bảo vệ to con ngay lập tức rên lên và ngã xuống. Lúc này, Tô Kiện gào lên: "Đánh chết hắn cho tao." Hắn không ngờ Diệp Vân lại dám phản kháng, bộc chát: "Á, mẹ ơi cứu con." Nắm đấm của Diệp Vân như rồng bay, việc xử lý mấy tên lính lác này đối với anh chẳng khác gì dùng đại pháo bắn vịt cả. Chỉ trong vài chiêu, 7-8 tên đàn em của Tô Kiện đã ngã dạp ngổn ngang, chúng còn không còn bò dậy được nữa. Tô Kiện hoảng loạn, hét lớn ra lệnh cho hai con chó dữ lao tới cắn xé Diệp Vân. Hai con chó dữ lập tức lao đến, nhưng bị ánh mắt như hổ của anh dọa sợ, chúng ngay lập tức kêu rên một tiếng và còn tè ra cả sàn. Trong mắt chúng, Diệp Vân như một con quái thú thời tiền sử, đầy bạo lực và khát máu, làm chúng không dám đến gần. Diệp Vân ngồi xuống vỗ nhẹ lên đầu hai con chó: "Chó ngoan." Tô Kiện trợn mắt, suýt nữa rớt tròng, hắn hét lên: "Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, cắn chết hắn cho tao." Nhưng hai con chó không nghe lệnh, thậm chí còn quẫy đuôi vui vẻ bên cạnh Diệp Vân. Tô Kiện tức giận đứng dậy nói: "Mày cứ đợi đó, tao sẽ gọi người tới xem mày đánh được bao nhiêu." Ánh mắt Diệp Vân lạnh lẽo, tên ngốc này đúng là cần dạy dỗ. "Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, tên, làm xong việc, tao sẽ cho tụi mày ăn trứng." Ngay lập tức, hai con chó dữ gầm gừ lao thẳng vào Tô Kiện, hắn hét lên một tiếng thảm thiết: cút đi cho tao, đồ súc sinh các ngươi, á, đau đau, đừng cắn vào dưới đó, á." Khuôn mặt hắn tái nhợt, đau đớn đến mức đầu óc trống rỗng, và hắn chỉ còn biết la hét gọi cha mẹ trong tuyệt vọng. Nhìn những con chó dữ gặm cắn điên cuồng, Diệp Vân bước tới, anh nằm lên ghế mà Tô Kiện vừa nằm, trong văn phòng cấp cao của tập đoàn. Tô Quảng đập mạnh lên bàn, chỉ tay vào Tô Xuân: "Cô hãy nhìn xem những việc cô đã làm. Nhà Phương đã cắt đứt mối quan hệ, hàng hóa trị giá 20 triệu của chúng ta bị giữ lại. Thiệt hại lớn như vậy, cô sẽ giải thích với tập đoàn thế nào?" Tô Xuân mặt lạnh như băng đáp lại: "Tổng giám đốc, ông nói vậy là có ý gì? Nhà Phương cắt đứt mối quan hệ, hàng hóa của chúng ta bị giữ lại, ông không giải quyết vấn đề mà lại hỏi tôi phải làm thế nào? Ông không thấy có vẻ lạc đề sao?" Tô Quảng lạnh lùng hừ một tiếng: "Tô Xuân, cô biết tôi muốn nói gì mà. Cô tìm một bảo vệ hạng bét chọc giận người khác, giờ thì nhà Phương đang trả thù. Đây không phải trách nhiệm của cô sao, hay là của tôi?" Tô Xuân bình thản đáp: "Tôi không nghĩ đó là trách nhiệm của tôi. Nhà Phương muốn cắt đứt mối quan hệ thì cứ để họ làm. Tập đoàn Tô gia không thể cứ phụ thuộc vào nhà Phương mãi được." Tô Quảng tức giận: "Vậy thì cô nói xem bây giờ phải giải quyết thế nào? Lô hàng này trị giá hơn 20 triệu giờ rơi vào tay người Đông Thành. Nếu không có mối quan hệ của nhà Phương, những tên côn đồ Đông Thành, cô nghĩ chúng sẽ dễ dàng trả lại cho chúng ta sao? Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, phải lấy lại hàng cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cáo lên hội đồng quản trị. Lúc đó, bà lão nếu biết được, Xuân Xuân, cô nghĩ cô sẽ bị trừng phạt thế nào?" Tô Xuân mặt lạnh, cầm túi sách và xoay người đi ra ngoài. Tô Quảng cười nhạt, nhấc chân đặt lên bàn, vẻ mặt đầy tự mãn: "Tô Xuân, cô còn quá trẻ, giờ lại tìm một kẻ vô dụng mà dễ dàng bị lộ ra như vậy, ha ha, từ bây giờ cô sẽ không còn bất kỳ vốn liếng nào để đối đầu với tôi đâu, ha ha." Chưa được 2 giây vui vẻ thì con gái lớn của ông ta, Tô Hiên, hoảng hốt xông vào: "Bố ơi, Tiểu Kiện bị thương rồi." Tô Quảng nhíu mày, thắc mắc: "Nó có thể gặp chuyện gì được?" Tô Hiên buồn bã: "Nhỏ Kiện bị hai con chó mà nó nuôi cắn bị thương, giờ đã được đưa vào bệnh viện rồi." Tô Quảng ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, sắc mặt thay đổi, suýt nữa thì nổi giận: "Cái gì cơ? Nhanh đưa ta đến bệnh viện xem sao. Con ta không sao chứ? Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu nó không còn thì những nỗ lực của ta còn có ý nghĩa gì nữa?" Giọng nói của Tô Quảng trở nên căng thẳng. Tô Kiện bị xử lý bởi Diệp Vân, Tô phụ rất nhanh đã biết chuyện. Ông nhìn Tô Xuân lạnh lùng: "Con dám chọc vào kẻ điên này, con có biết không? Với sự bao che của gia đình Tô Quảng, Tô Kiện ở tập đoàn Tô gia như là thái tử, và giờ đây người bị đưa vào bệnh viện lại chính là thái tử đấy." Tô Xuân chỉ cảm thấy đau đầu: "Diệp Vân, tôi không ngờ anh mới đến mà đã gây ra chuyện lớn như vậy. Dù sao Tô Kiện cũng là con trai của tổng giám đốc và được bà lão yêu quý, anh làm cậu ta bị thương như vậy, Tô Quảng chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu." Diệp Vân thản nhiên đáp: "Yên tâm đi, tôi đâu có động vào thái tử nhà các người. Nếu cậu ta bị chết hay sống ra sao thì đó là do những con chó mà cậu ta nuôi cắn. Nếu cậu ta muốn báo thù, có thể đi tìm những con chó đó." Tô Xuân không biết phải nói gì vì cô ấy biết anh đang tính toán. Diệp Vân không sai, người làm Tô Kiện bị thương là hai con chó đó, không phải anh. Nhưng cái vẻ mặt luôn tỏ ra hiền lành, vô tội của Diệp Vân luôn khiến cô ấy tức giận. Lúc này, một giọng nói khinh miệt vang lên: "Ngươi chỉ là một kẻ hề, so với gia đình tổng giám đốc mà đùa giỡn, ta chỉ có thể nói, ngươi không còn xa với cái chết đâu."